Và Phong Linh rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Cổ Úc. Như thường lệ, chương trình phát sóng vào sáng thứ ba hàng tuần sẽ dành nhiều thời gian để gửi đến quý vị khán giả những thông tin về các sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn theo chủ đề thực phẩm. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu chương trình với chủ đề thực phẩm hôm nay sẽ là một thông tin vừa được Mua gì ở đâu cập nhật tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì không chỉ các loại rau gia vị mà nhiều loại rau xanh khác cũng đã đồng loạt tăng giá mạnh lên đến 40% so với thời điểm trước đó. Và sau đây là ghi nhận cụ thể, mời quý vị cùng theo dõi. Tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều loại rau được các tiểu thương điều chỉnh giá bán tăng từ 30 đến 40%, đặc biệt là những loại rau xanh đã tăng giá mạnh như xà lách, rau dền, rau muống. Cụ thể, cải ngọt đã tăng lên mức hơn 25.000 đồng 1kg, rau muống và rau dền cũng có giá bán đến 15.000 1kg. Lý giải về việc các mặt hàng nông sản có giá bán tăng cao, các tiểu thương cho rằng do thời tiết mưa kéo dài khiến nguồn cung từ Đà Lạt cũng như các khu vực lân cận bị mất mùa khá nặng. Bên cạnh sự tăng giá mạnh của nhiều loại rau xanh, thì giá một số loại rau gia vị lại có phần giảm đi đôi chút so với đợt cao điểm cách đây 2 tuần. Tuy mức chênh lệch vẫn còn rất lớn so với ngày thường, cụ thể ớt hiểm giảm xuống còn 90.000 đồng 1kg, thế nhưng hành lá và ngò lại tăng nhẹ, lần lượt có giá là 70.000 đồng và 40.000 đồng 1kg. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì tỏi Lý Sơn là một loại đặc sản rất nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Sau một thời gian dài có giá bán giảm mạnh thì hiện nay giá bán lẻ loại đặc sản này đã tăng trở lại. Sau đây là ghi nhận của Mua gì ở đâu ngay tại thủ phủ của tỏi Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Theo ghi nhận, hiện nay tỏi Lý Sơn loại 1 có giá bán lên đến 125.000 đồng 1kg. Trong khi đó, tỏi loại 2, 3 cũng được bán với giá lần lượt là 120.000 đồng và 110.000 đồng 1kg. Như vậy, giá tỏi Lý Sơn đã tăng lên từ 40.000 đồng đến 55.000 đồng 1kg so với đầu vụ. Ngoài tỏi, hành tím Lý Sơn cũng tăng từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng 1kg. Nguyên nhân của việc giá hành tỏi tăng cao được lý giải là do tình trạng mất mùa khiến nguồn cung giảm, không đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trước việc giá hành tỏi tăng cao, bên cạnh đó là tình trạng sản phẩm giả mạo đặc sản Lý Sơn. Quý vị khán giả của Mua gì ở đâu cần lưu ý, chọn mua sản phẩm tại những địa chỉ uy tín. Trong khi giá cả thị trường liên tục tăng như Mua gì ở đâu vừa thông tin, thì việc mua sắm tiết kiệm chắc chắn sẽ trở thành một trong những sự ưu tiên hàng đầu của quý vị khán giả. Ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin ưu đãi đang được áp dụng tại hệ thống siêu thị Co-op Mart. Cụ thể, trong tháng 7 năm 2019, chương trình ưu đãi mang tên Thanh Xuân Co-op Mart là bạn sẽ có rất nhiều hoạt động tặng phiếu ưu đãi và cộng điểm thưởng dành cho khách hàng thành viên của hệ thống siêu thị này. Trong đó, vào ngày 4 và ngày 5 tháng 7, khách hàng thẻ đồng, bạc, vàng, bạch kim mua sắm trong khu tự chọn của Co-op Mart với hóa đơn từ 400.000 đồng trở lên sẽ trúng ngay một phiếu ưu đãi. Tương tự, hóa đơn 800.000 đồng sẽ nhận được hai phiếu. Chưa dừng lại ở đó, xuyên suốt từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, quý vị khán giả thẻ bạc, vàng, bạch kim tích lũy đủ 3 mẫu phiếu ưu đãi khác nhau cũng đừng quên nhận ngay 100 điểm thưởng. Đặc biệt, vào ngày đẹp ngày 7 tháng 7 năm 2019, khi mua sắm từ 300.000 đồng, những khách hàng trên cũng sẽ được Co-op Mart nhân đôi số điểm. Từ nay đến ngày 10 tháng 7, khách hàng cấp độ đồng và bạc còn có cơ hội duy nhất tăng lên hạng bạc hoặc vàng chỉ với hóa đơn mua sắm 1 triệu đồng. Ngoài ra, quý vị khán giả cũng đừng quên chọn mua sản phẩm của một số thương hiệu để nhận ngay quà tặng hấp dẫn và phiếu mua hàng Co-op Mart. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin về một số sản phẩm mới đến từ các thương hiệu quốc tế. Thưa quý vị, mới đây, Bear Snacks thuộc sở hữu của tập đoàn PepsiCo vừa cho ra mắt dòng sản phẩm trái cây sấy mới. Với tên gọi Medleys, dòng sản phẩm có hai lựa chọn bao gồm thơm cùng dừa và táo kết hợp với dâu. Medleys được chế biến 100% từ các loại trái cây trên, không thêm đường, không chứa chất bảo quản và mùi nhân tạo, không có gluten, chất béo cũng như cholesterol.
Mỗi gói snack cung cấp 170 calo, 42 gram carbohydrate và 6 gram chất xơ. Melaze có thể thưởng thức trực tiếp như là snack hoặc làm topping cho các món sinh tố, yogurt hoặc cháo yến mạch. Sản phẩm được đóng gói trong túi có thể khóa lại, giúp quý khán giả bảo quản tốt hơn. Sản phẩm hiện được bán với dạng gói 45 đến 51 gram với giá bán khoảng 100.000 đồng trên website của Amazon. Còn hơn 170 ngày nữa mới đến lễ Giáng sinh, thế nhưng hiện nay chúng ta vẫn có thể ăn mừng ngày lễ này ngay trong mùa hè với loại bánh kem độc đáo của Little Debbie. Nổi tiếng với những loại bánh quy đã mang lại tên tuổi cho mình, Little Debbie luôn đi đầu xu hướng của thị trường với những sản phẩm độc đáo, và Christmas in July chính là một minh chứng cho điều này. Bánh có hình dáng của cây thông Noel với lớp kem trắng ở bên ngoài, bao phủ phần bánh bên trong. Để mang lại không khí lễ hội thì phần bao bì được trang trí độc đáo với hình ảnh ông già Noel ngồi thư giãn trên bãi biển. Chắc chắn bánh kem Christmas in July sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để trải nghiệm không khí Giáng sinh tuyệt vời ngay giữa mùa hè này. Hiện sản phẩm đang được bán trên trang ebay.com với giá vào khoảng 651.000 đồng cho một hộp gồm 5 bánh. Thưa quý vị, nấm là một trong những loại thực phẩm rất quen thuộc và được sử dụng để chế biến rất nhiều món ăn hấp dẫn. Thế nhưng với những thông tin tiếp theo của Mua Gì Ở Đâu thì chắc chắn quý vị khán giả sẽ cẩn trọng hơn khi chọn mua loại nấm mà mình đang sử dụng hàng ngày. Mới đây, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kho nấm đông lạnh tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện tại đây có đến 90 thùng xốp đựng nấm kim châm loại 6kg một thùng và 10 thùng xốp đựng nấm đùi gà loại 5kg một thùng đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tất cả số nấm trên đều xuất xứ từ Trung Quốc và không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số nấm trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin trên một lần nữa cảnh báo đến quý vị khán giả của Mua Gì Ở Đâu trong việc cần cẩn trọng, lưu ý tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ, cũng như thành phần, hàng sử dụng khi chọn mua sản phẩm, đặc biệt là các loại thực phẩm để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Thưa quý vị, sữa là một trong những loại thức uống dinh dưỡng rất cần thiết cho chúng ta, đặc biệt là với sự phát triển toàn diện của trẻ em. Ngay sau đây xin mời quý vị khán giả cùng Mua Gì Ở Đâu khám phá trang trại chăn nuôi bò sữa cũng như quy trình sản xuất dòng sản phẩm dành cho trẻ em của thương hiệu Vinamilk. Từ năm 2007, Vinamilk đã triển khai các chương trình sữa học đường tại một số tỉnh thành như Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre và đầu năm 2019 là Hà Nội. Với mong muốn lớn nhất là mọi trẻ em Việt Nam đều được uống sữa mỗi ngày, từ đó nâng cao thể chất tầm vóc của người Việt và hướng đến một Việt Nam vươn cao. Trong chuyến hành trình 48 giờ một sở thị quy trình sản xuất sữa học đường Vinamilk, các bậc phụ huynh và học sinh sẽ được chứng kiến và trải nghiệm cả quá trình sản xuất ra dòng sữa học đường bổ dưỡng dành cho trẻ em Việt Nam, từ nông trại xanh đến siêu nhà máy thông minh. Đầu tiên sẽ là những trải nghiệm thú vị tại resort bò sữa ở Tây Ninh. Đây được xem là trang trại nằm trong hệ thống trang trại chuẩn Global Gap lớn nhất châu Á của Vinamilk và được tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 một cách toàn diện trong quản lý trang trại và chăn nuôi bò sữa. Toàn trang trại được phủ một màu xanh non bạc ngàn của hơn 500 hectare đồng cỏ và bắp. Cánh đồng cỏ được trồng theo phương pháp hữu cơ là nguồn thức ăn sạch và bổ dưỡng cho bò. Hệ thống chuồng nuôi quy mô lớn và trang bị những công nghệ chăn nuôi hiện đại đảm bảo đàn bò có sức khỏe tốt, năng suất cao và chất lượng sữa đạt tiêu chuẩn. Đây là lúc các bạn nhỏ có dịp được chơi đùa giữa đồng cỏ bao la và tìm hiểu về cuộc sống của những cô bò. Hơn 8.000 cô bò sữa ở đây được tận hưởng một môi trường sống thoải mái như tại một khu resort đặt giữa thiên nhiên trong lành. Không chỉ có một nơi ở tuyệt vời, các cô bò ở đây còn có cuộc sống hạnh phúc khi được nghe nhạc giao hưởng,
ngủ trên nệm êm, được làm móng và gắn chip theo dõi sức khỏe để cho ra những chú bê đáng yêu và những dòng sữa ngọt lành. Tất cả các cái đầu vào thức ăn đều được tuyển chọn về những cái chất lượng đảm bảo tốt nhất và quy trình chăm sóc đồng cỏ như là thức ăn thô xanh và các cái loại thức ăn hỗn hợp cung cấp vitamin. Và đàn bò được cân đối dinh dưỡng bởi chuyên gia Xen. Hàng ngày thì bò đều được tắm mát, vệ sinh sạch sẽ và được vào vắt sữa đảm bảo theo quy trình ISO 9001:2015 và kiểm soát chặt chẽ. Toàn bộ là dòng sữa được vắt ra thì được chạy theo những đường ống inox khép kín và vào bảo quản trong tanh lạnh ở nhiệt độ 4-2°C. Hiện nay, sản lượng sữa tươi nguyên liệu của trang trại bò sữa Tây Ninh đã đạt hơn 100.000 lít sữa trên một ngày, tương đương gần 40 triệu lít sữa trên một năm. Các bạn nhỏ đặc biệt hứng thú khi được theo dõi quy trình vắt sữa và xử lý dòng sữa tươi theo tiêu chuẩn đặc biệt của Vinamilk. Trước giờ con uống sữa là con biết làm từ con bò nhưng không biết cái quy trình sản xuất nó như thế nào. Khi con tham quan quá trình sản xuất sữa của sữa Vinamilk thì con thấy được những con bò vắt sữa là con đã biết được những hộp sữa làm từ đâu. Theo hành trình 48 giờ một sữa thị quy trình sản xuất sữa học đường của Vinamilk, đoàn tham quan đến với siêu nhà máy sữa nước Vinamilk tại Bình Dương. Đây là lúc các thầy cô, phụ huynh và các bạn nhỏ được tiếp cận với quy trình sản xuất sữa siêu hiện đại. Tại siêu nhà máy sữa nước Vinamilk, mỗi ngày có hàng chục xe bồn lạnh chuyên dụng chở sữa tươi nguyên liệu tới cung ứng cho nhà máy. Trạm tiếp nhận sữa tươi nguyên liệu ở đây có khả năng tiếp nhận 80 tấn sữa tươi mỗi giờ. Sữa tươi khi chảy qua thiết bị đo lường, lọc tự động, đạt tiêu chuẩn sẽ nhập vào hệ thống 3 bồn lạnh, mỗi bồn có dung tích 150 mét khối. Công nghệ sản xuất ly tâm tách khuẩn hiện đại giúp loại bỏ vi khuẩn trong sữa tươi nguyên liệu. Công nghệ UHT tiệt trùng ở nhiệt độ cao 140 độ C trong khoảng thời gian cực ngắn là 4 giây ở giai đoạn sau đó sẽ giúp tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn có hại còn lại trong sữa, giúp đảm bảo chất lượng sữa mà không cần sử dụng chất bảo quản. Sau đi tham quan thì nó sẽ giúp cho tôi rất là nhiều trong cái khâu mà tuyên truyền và vận động và phụ huynh, bởi vì mình hiểu rõ hơn về cái khâu sản xuất cũng như là về cái chất lượng sữa thì mình sẽ có cái phân tích nó kỹ hơn để phụ huynh họ hiểu rõ hơn và từ đó sẽ giúp phụ huynh có cái nhận thức để họ sẽ giúp cho con họ là sẽ uống sữa hàng ngày và đảm bảo cho sự phát triển của em. Tại nhà máy còn có một đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm có trình độ cao, được trang bị các thiết bị và phương pháp kiểm tra tiên tiến hiện đại để có thể kiểm tra tất cả các công đoạn của quá trình chế biến một cách chặt chẽ đến khi ra thành phẩm. Chuyến tham quan không chỉ là một trải nghiệm thú vị của các bé, mà với thầy cô, bố mẹ, đây là dịp để họ hiểu biết và tăng thêm sự tự tin khi lựa chọn sản phẩm sữa cho con và chung tay cùng nhau để trẻ em Việt Nam được uống nguồn sữa học đường bổ dưỡng an toàn. Và hành trình khám phá rất thú vị trong phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Cổ Úc đã hỗ trợ để thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu thông qua kênh Facebook và YouTube. Bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.